Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng đã sáng mắt với ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh hay chưa? Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mới đây đã đề nghị chính phủ cho phép nhập khẩu nguồn điện gió từ Lào với lý do có giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều so với các nguồn điện gió trong nước. Lập tức giới chuyên gia đặt câu hỏi, điện gió Việt Nam đầy rẫy sao lại phải nhập từ Lào? Chưa kể tới việc EVN thông báo mua của người dân điện mặt trời sử dụng không hết với giá 0 đồng. Với cung cách kinh doanh lỗ triển miên của EVN và bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ phần trăm lãi quả là một vấn đề luôn bị nghi vấn, thì vấn đề đề nghị kể trên của EVN là rất có vấn đề. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao của Đảng. Công luận hết sức bức xúc và thấy rằng các bộ trưởng như Công Thương trong thời gian gần đây như Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Diên có những biểu hiện tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích, đặc biệt là nhóm lợi ích điện lực của ông Trần Tuấn Anh hoành hành. Tới mức công luận thời gian gần đây đã đặt câu hỏi đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh. Câu hỏi này đã có câu trả lời, tờ báo Việt Nam Express vào ngày 20 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hàng loạt cán bộ cấp cao. Theo Việt Nam Express, tại kỳ họp lần thứ 34, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương. Theo đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dĩnh, Dũng và ông, hàng loạt cán bộ cấp cao bị xác định trách nhiệm trong các vi phạm liên quan điện gió và cung ứng xăng dầu trong cả nước. Đáng chú ý, trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi rất rõ, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thông tin về kể trên đã khiến mạng xã hội Việt Nam nổi sóng với câu hỏi, tại sao Trần Tuấn Anh đã có các vi phạm trầm trọng như vậy khi giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 mà ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Việc các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đang rút dần khỏi Việt Nam có sự góp phần của hậu quả nặng nề về năng lực kém cỏi của các quan chức lãnh đạo của EVN và Bộ Công Thương, nhất là cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cũng như người đương nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12 và 13, chắc chắn phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Được biết, gần đây Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cùng với 6 giới chức thuộc Bộ Công Thương EVN vì tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Giới thạo tin trước đây đã tiết lộ kẻ đứng sau giật dây Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và là Tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Khi còn là Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh đã dính líu đến rất nhiều bê bối trầm trọng. Vì lợi ích nhóm, ông Trần Tuấn Anh đã dung túng tạo điều kiện cho EVN được chủ động quyết định tăng giá đến 20% giá điện mỗi năm. Đó là lý do vì sao trong nhiều năm qua EVN kinh doanh lỗ lã, nhưng tất cả phần lỗ được phép đưa vào giá thành giá bán điện để bán cho người tiêu dùng một cách hết sức bất hợp lý. Ngoài ra còn có các bê bối về đạo đức của Trần Tuấn Anh khi ông từng gây nóng dư luận mà ai cũng biết. Nhưng vì Trần Tuấn Anh là con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân của ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên mọi việc đã rơi vào im lặng. Được biết, trước Đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh, một kẻ thuộc diện chờ phải kỷ luật, vậy mà vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng cơ cấu trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, một vị trí ngồi chơi sơi nước. Trình độ, năng lực và tư cách của Trần Tuấn Anh bê bối như thế chính là lý do trong hai lần bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gần đây, kết quả của Trần Tuấn Anh luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm thấp. Ông Tổng Bí thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong công tác nhân sự, Tổng Bí thư Trọng thì luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Do đó, công luận đề nghị Tổng Bí thư làm rõ đối với nhân sự có tên Trần Tuấn Anh, ông này có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 hay không. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý thức được rằng tầm quan trọng cũng như vai trò của Bộ trưởng Bộ Công Thương, người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của cả nền kinh tế đất nước hay không. Và hãy xem xét lại cả cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
cũng như Bộ trưởng đang đương nhiệm Nguyễn Hồng Diên về trình độ, năng lực, chất lượng cán bộ ra sao. Công luận hy vọng Tổng Bí thư dừng lạm dụng mối quan hệ và tham lam tiền bạc mua ghế chạy chức để cho nhân dân bớt khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng đã sáng mắt với ông trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh hay chưa? Vòng vây đối với Tô Lâm đã siết chặt, Tổng Trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Bộ Công an. Vào ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an đã tiến hành bắt giữ ông Lê Đức Thọ, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mới nhất vào ngày 19 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an lại tiến hành bắt đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bắt Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 12 cũng đưa tin bắt Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh về tội nhận hối lộ. Bản tin cho biết ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm trong các vụ án của công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam Xuyên Việt Oil. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ông Lê Duy Minh bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra công an thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Được biết, trong thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đưa ra vào ngày 14 tháng 12 với tội danh ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng tương tự như ông Lê Duy Minh và cùng liên quan đến công ty vận tải du lịch Xuyên Việt Oil. Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào ngày 16 tháng 12, tờ báo Tuổi Trẻ cho biết Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 lên đến 1.500 tỷ đồng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 và có 198 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 với tổng số tiền nợ thuế trên 8.000 tỷ đồng. Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ hơn 1.528 tỷ đồng, tức là chiếm đến 19% tổng số nợ. Theo giới thạo tin, trong những ngày cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có những động thái bất thường khi cho bắt giữ liên tiếp và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp cao thuộc phe cánh của các nhóm chính trị kình địch trong đảng. Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc. Mục đích của Tô Lâm là để giải vây gọng kìm của trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc thuộc phe cánh chính trị Nghệ An, là một trong những thế lực lâu nay vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó liên quan gì đến việc vào ngày 19 tháng 13, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số 64.000 tỷ đồng. Nhiều tổng giám đốc, giám đốc của công ty, trong đó 100 bị cáo đã phải hầu tòa vì liên quan đến đường dây mua bán khống hóa đơn VAT này. Theo giới thạo tin, vụ mua bán khống hóa đơn VAT cũng như vụ công ty vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đều có liên quan đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong thời gian ông Huệ nắm vai trò Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây. Được biết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, một đồng hương của Bộ trưởng Tô Lâm vốn rất được tin tưởng cũng đã quay xe, chuyển sang phục vụ dưới trướng của ông Phan Đình Trạc để chống lại chủ cũ Tô Lâm. Vào ngày 12 tháng 12, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm Thượng tướng. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không còn điều khiển được Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ông Tô Lâm chỉ còn sử dụng và điều hành Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lương Tam Quang, vốn cũng là đồng hương Hưng Yên của Bộ trưởng Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Mới đây có thêm tin dữ đối với ông Tô Lâm, đó là chiều ngày 19 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhận chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Đáng chú ý, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tránh mặt, chỉ ủy quyền cho đệ tử là Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định này. Cũng xin nhắc lại, thời gian gần đây, theo giới thạo tin tiết lộ,
trước sự lộng hành của Tô Lâm, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thổ lộ với những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa ông Phan Đình Trạc ngồi thay ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Do đó, những vấn đề biến động nhân sự của Bộ Công an gần đây, theo giới quan sát, đó là những động thái lót ổ chờ thời của ông Phan Đình Trạc và ban lãnh đạo của phe Nghệ An. Hai con hổ sẽ không nhốt chung được vào một chuồng và khả năng cao ông Tô Lâm sẽ rất chật vật để chủ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Vẫn chưa rõ mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vòng vây với Tô Lâm đã siết chặt, Tổng Trọng bật đèn xanh loại Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.